một số thiệt thòi của con đó chính là suy giảm về mặt giao tiếp từ các ba mẹ, là trẻ một số trẻ là chậm nói chậm, mà các cái dùng các cái câu rất chi là đơn điệu, không có sự linh hoạt về ngôn ngữ. Một số trẻ lớn dần đã biết nói, đã hiểu được các từ ngữ nhưng mà khả năng giao tiếp rất chi là kém, trẻ không dùng câu được đa dạng hoặc là không hiểu được hết được các cái câu phức tạp của người lớn, và đó là cản trở các con. Một số các con thì gặp khó khăn trong việc duy trì các trò chuyện và liên tục sử dụng ngôn ngữ thì một cách đơn điệu từ các ba mẹ, và việc duy trì các trò chuyện dài, câu chuyện dài đối với người lớn của chúng ta là hoàn toàn là khó khăn đối với các con. Và sau này các con khi đi học thì các con không thể có một sự chú ý nào đủ thời lượng đối với các giáo viên của các con. Khi các cô giáo, thầy giáo giảng bài, các con sẽ bị thiệt thòi về mặt ngôn ngữ, các con thiệt thòi về mặt giao tiếp, và các con không nhận được các kiến thức tại lớp học từ các ba mẹ, và điều đó cản trở cái tư duy, cản trở các cái kiến thức của con và không cho con hồi phục được, không cho con hòa nhập với xã hội, không cho con được công việc trong tương lai, không cho con được một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai được, thưa các ba mẹ. Và các nhà trẻ của chúng ta cũng không tham gia được các trò chơi xã hội, không bắt chước tương tác được. Chúng ta dạy trẻ thì một số trẻ bình thường hoàn toàn bắt chước được các cái hành động của người lớn, ví dụ như ba mẹ đội mũ bảo hiểm đi xe máy, đi ra ngoài đi ô tô, thì một số trẻ khác hoàn toàn bắt chước được lái xe ô tô, lái xe máy, đội mũ đi như nào. Nhưng các trẻ tự kỷ và tăng động của chúng ta thì không bắt chước được, không chơi trò chơi bắt chước được, không chơi trò chơi tưởng tượng được, thưa các ba mẹ. Và một số trẻ của chúng ta là chưa biết đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi một đúng chức năng, các câu hỏi rất đơn điệu, và trẻ nhiều trẻ có hiện tượng này nhại lời, thưa các ba mẹ. Và một số các biểu hiện khác của trẻ của chúng ta là các hành vi nặp nại. Hành vi nặp nại của trẻ là mang tính chất nghi thức, là liên tục vẫy tay, xoay vòng tròn, rồi một số trẻ đập đầu vào tường, xếp đồ chơi theo hàng dài, theo cột cao, một cách vô cùng là ám ảnh được ba mẹ. Các ba mẹ giấu đồ chơi đó đi thì các trẻ lại tìm các đồ chơi khác, để các vật khác để các trẻ xếp theo hàng dài. Rồi rất nhiều các cái hành vi lặp đi lặp lại mà chúng ta cảm thấy, nhìn thấy con mà không hiểu được con là con thực hiện những điều đó là như thế nào. Thì lát nữa tôi sẽ chia sẻ với ba mẹ tại sao các con lại có những hành vi như vậy. Và một số trẻ của chúng ta không có sự linh hoạt, không muốn thay đổi các thói quen đặt ra. Các trẻ muốn ăn một cái đồ, một cái bát, một cái dĩa, hoặc cái đôi đũa, hoặc tất cả những thứ mà trẻ đã dùng thì các trẻ chỉ dùng, muốn dùng lại các cái đồ vật đó thôi. Các trẻ muốn thực hiện các cái thói quen sinh hoạt, chỉ muốn ăn tại một vị trí trong ngôi nhà, muốn đi vệ sinh tại một nơi, mà nhiều trẻ không chấp nhận sự thay đổi. Khi có một sự thay đổi nào đó, kể cả các món ăn, có một món ăn mới nào đó, hoàn toàn sẽ chống đối, sẽ chống cự, sẽ khóc lóc, sẽ ăn vạ, phản kháng rất chi là mạnh mẽ, cảm thấy giống như là rất chi là khủng hoảng đối với trẻ của chúng ta vậy. Và trẻ chỉ mong muốn có được một sự cuộc sống đơn điệu, và những thứ mà đơn điệu và những thứ mà quen thuộc với trẻ của chúng ta. Một số trẻ của chúng ta là bị ám ảnh bởi các một loạt các cái hành động bất thường, như bộ phận của các cái đồ vật, như là các trẻ chỉ thích nhìn vào bánh xe quay, rồi trẻ ngước mắt nhìn cánh quạt trần quay, hoặc bất cứ cái gì đó chi tiết thì trẻ chỉ chú ý vào một chi tiết, trẻ không có khả năng bao quát tổng thể, thưa các ba mẹ. Trẻ chỉ thích một nhìn một loại con số hoặc một các cái con chữ nhất định, thì trẻ chỉ thích chơi với nó thôi, và lần sau chỉ trẻ cầm đúng con số đó, đúng con chữ đó, hoặc đúng đồ chơi đó, và trẻ thích thú ngắm nhìn nó đi quanh nhà suốt một buổi tối và không hề chán một chút nào cả. Chỉ những thứ đó, một thứ rất đơn điệu đó cũng làm cho trẻ của chúng ta như được lôi cuốn, bị ám ảnh vậy, thưa các bà mẹ. Và dường như trẻ không có cảm, một số trẻ của ta không có cảm giác đau đớn, trẻ có thể tự đập đầu vào tường, đập đầu xuống đất, ăn vạ rất chi là đau, chúng ta cảm thấy xót, đau lòng cực kỳ ghê gớm, chúng ta đau lòng lắm, nhưng trẻ cảm thấy vô cùng là thoải mái, dễ chịu. Một số trẻ nao với vận tốc rất lớn, nao dọc bắt đầu vào tường đầu. Một số các cái trẻ trong cộng đồng của tôi là trạng thái là mặt mũi lúc nào thường xuyên xuất sát, chảy máu liên tục, rồi các trẻ là tự cào cấu và tay, tự cào mặt, tự cào tay, tự cấu tay đến chảy máu cả ra, nhưng mà trẻ vẫn cảm thấy rất chi là thích thú, dễ chịu. Mà các ba mẹ thì thực sự là rất chi là đau xót, rất chi là xót ruột, nhưng mà không thể nào cản trở được các trẻ của chúng ta.
Một số trẻ của chúng ta lại có ở trạng thái rất nhạy cảm với một số mùi hoặc âm thanh ánh sáng kết cấu. Một số trẻ rất sợ các cái âm thanh về tiếng máy sấy, rồi các cái tiếng rất thông thường, những tiếng ngoài cuộc sống như xe máy, thì trẻ cảm thấy sợ và bịt tai lại, thưa các ba mẹ.